Ok, chúng ta cũng đã ổn định góc máy quay rồi và tất cả các cổ động viên cũng như vận động viên cũng đã an toàn. Thế nên là bây giờ thì anh em sẽ được thưởng thức nốt trận đấu cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay ở nội dung đôi nam. Trước gương màn hình chúng ta cặp đôi Đào Mạnh Thắng và Mạnh Nho. Đối thủ của họ là cặp đôi Tâm Kiên của Bắc Ninh. Lập cầu tốt, điểm số đầu tiên. Chất lượng quá nhờ. Thì ta từng là vận động viên chuyên nghiệp và xếp top bao nhiêu thế giới đây không nhớ, nhưng mà cũng tên tuổi rất lớn của cầu lông Việt Nam. Đào Mạnh Thắng gặp với Lê Hà Anh. Mạnh Thắng ngày xưa còn về tài cơn thực sức lắm, nên theo mình đánh giá cơ bản cặp đôi phía gần mình chúng ta vẫn bá đạo hơn rất nhiều. Điểm số 6-0 và Đào Mạnh Thắng. Ok, cảm ơn Mạnh Buradu đã cung cấp thông tin nhá. Quay vừa đáo đen phía gần màn hình từng cặp với anh Bùi Bằng Đức, chủ nhân của người sáng lập ra thương hiệu cầu lông Buradu, đã từng xếp số 52 thế giới. Ghê quá, người gầy gầy đập kinh khủng lắm, tự tin đứng trên lưới chặn cầu luôn. Cùng ba đều rất tự tin và nhẹ nhàng. Sơn ngồi xuống cùng ngoài sân em là sao để chống hết trận này không hay. Anh ơi, giúp em bỏ 2 chai nước sang bên này được không? Sườn đập cầu rất tốt nhưng em... Quá đơn giản mà nhé. Cổ tay họ tốt thật, vẩy động được. Trời, lái cổ tay dã man thật. Xem bên kia biểu diễn này, bên này không chịu được. Ngoài sân bây giờ được kỹ thuật gì thì học. Khi các vận động viên đánh kiểu như này thì chúng ta nhìn kỹ thuật sẽ dễ hơn. Tay dị thế nhỉ. Cổ tay kìa, nhìn sướng thật. Mày đang phải ghi tên vào đây. Đấy, đi xem biểu diễn à. Phía đôi gần màn hình này cũng không phải yếu đâu nha, mạnh lắm đấy. Đôi gần màn hình này khá mạnh, nhưng mà đối thủ họ quá mạnh thôi. Pha chém cầu rất siết. Ở Hà Nội nhưng mà không biết sân nào đánh em ơi. Em ở Hà Nội em cũng chỉ biết sân tài chính của em thôi, dạo này em không đi giao lưu. Cầu ngoài sân hơn loại sớm đỡ đau lòng. Em Hùng thôi anh ơi, em sinh năm 94. Áo đỏ idol của sân em đấy. Đau gối rồi. Ngoài cánh tay của hai anh làm để lắp vào tay mình. Lô Hùng không? Huyền mình chưa xem đi, cảm ơn Trịnh Lạc đã giúp Hùng chia sẻ và tặng bạn bè vào xem. Chưa có người yêu, có anh, có chú, có bác nào có con gái sinh, cháu gái sinh thì giới thiệu cho Hùng với nhá. Đang ý thâm niên này. Tiếp tục là một tình huống cầu ứng của anh. Mình xem ly thì lốt trận này ly hết rồi. Hello thằng em Giang Thành, Giang Thành cũng học không về đâu, chơi cho vui. Ở bên này cũng hay đấy, mà bên kia cũng rồi. Đánh thế thì ai chơi. Cho em gửi lời cảm ơn đến anh Trương Văn Mỹ. Lần trước đã, anh Trương Văn Mỹ chính là ban tổ chức của giải đấu cầu lông hội làng thôn Ngô Cách mở rộng, và anh đang mời Hùng về live stream giải đấu đó. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Cú Học nha.
mình là một vận động viên phong trào nha. Hôm nay Hồng muốn chia sẻ một cái vấn đề mà Hồng thấy đang có rất nhiều người đang chơi cờ lông gặp phải, đó là vấn đề ra mồ hôi tay. Khi các bạn cầm vợt, các bạn bị trơn tay, tuột vợt. Thì thực sự khi mà mình chơi cầu lông mà mình bị ra mồ hôi, mình cầm vợt bị trơn á, mình cảm thấy rất là khó chịu. Mình không, nó không thể tự tin đánh cầu hay tự tin xử lý những pha cầu hay được. Mà hôm nay thực sự Học cũng là một người chơi cầu lông khá là lâu rồi. Tay của Học ra là bị ra rất nhiều mồ hôi. Thực sự ra rất nhiều mồ hôi luôn. Cầm vợt nó bị trơn cực kỳ luôn. Học cũng đã sử dụng rất nhiều loại quấn rồi, tất cả các loại quấn rồi, nhưng mà Học cảm thấy nó không hợp, nó không phù hợp với cái bàn tay của mình ra nhiều mồ hôi. Thì hôm nay Học có một tin vui dành cho tất cả mọi người, là Học đã tìm ra một loại quấn nó giúp giải quyết cũng như khắc phục cái tình trạng ra mồ hôi tay và cầm vợt bị trơn cho tất cả mọi người. Đó là chiếc quấn cán vợt chống trơn. Thực sự cái quấn này nó cầm rất là êm luôn. Nó cầm êm như quấn Zonex luôn nhá. Thực sự đấy, sự cái quấn vợt này nó cầm êm như quấn Zonex luôn, mà nó có tính năng hút mồ hôi chống trơn cực kỳ tốt luôn. Thực sự luôn, nó cầm rất là êm. Và nếu như mọi người đang chơi cầu lông mà mọi người đã sử dụng những cái quấn của mọi người mà mọi người cảm thấy nó chưa hài lòng cũng như chưa thích hợp với cái tay của mình, thì mọi người hãy thử một lần sử dụng chiếc quấn cán vợt chống trơn này nha. Học tin chắc là nó sẽ giúp cho mọi người giải quyết cái vấn đề ra mồ hôi tay cũng như cầm vợt bị trơn do mọi người. Thực sự luôn. Và nó, cái quấn này nó, cái giá thành của nó rất là rẻ luôn. Nó giúp tiết kiệm rất là nhiều tiền thay quấn, chi phí thay quấn cho mọi người. Mà nó rất là êm, cực kỳ êm luôn. Nó êm như quấn Zonex luôn nha. Và nó có tính năng hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Thứ hai mà tay đang ra mồ hôi, cầm vợt bị trơn, thì mọi người chắc chắn phải thử một lần chiếc quấn cán vợt chống trơn này nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe những lời chia sẻ thật lòng nhất của Học. Mọi người hãy giúp Học chia sẻ để cho tất cả bạn bè của mọi người đang chơi cầu lông, những ai mà đang gặp phải vấn đề mà ra mồ hôi tay như cầm vợt bị trơn á, thực sự mọi người hãy giúp Học chia sẻ để cho bạn bè, những ai mà tay đang cầm vợt mà nó bị trơn tay, tuột vợt, thì mọi người có thể biết đến cái loại quấn vợt, quấn cán chống trơn này, để mọi người có thể có một chiếc quấn sử dụng một cách tốt nhất.